Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Cũng chia sẻ với các bạn luôn là thời điểm này là thời điểm dịch rất là khó khăn. Tất cả đất nước chúng ta cùng đồng lòng để mà chống lại dịch Covid. Đấy, mình cũng biết là thời điểm này là nếu mà chúng ta mua những cái sản phẩm điện tử thì nó cũng không phải là mặt hàng thiết yếu gì cả. Đấy, tuy nhiên là mình biết được là vẫn rất nhiều người vẫn có nhu cầu mua những sản phẩm đồ công nghệ về để chúng ta có thể là giải trí ở trong mùa dịch lần này. Có những bạn mà chúng ta ở nhà quá lâu, chúng ta không biết làm gì, chúng ta có thể sử dụng các đồ công nghệ, chúng ta có thể giải trí hay thậm chí là làm việc học tập online ở nhà được. Đấy thì mình nghĩ là đấy cũng là một nhu cầu của rất nhiều người trong cái mùa dịch lần này. Tất nhiên ở những thành phố lớn bây giờ thì nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà ở những cái bạn ở những cái vùng mà dịch không quá căng thẳng, chúng ta vẫn có thể mua những cái mặt hàng này hoàn toàn bình thường. Đấy, và hiện tại thì 7-Eleven họ đang có cái chương trình đó là trợ giá mùa dịch. Đấy, cũng giúp anh em phần nào tiết kiệm được tiền trong cái mùa dịch lần này. Các bạn có thể lựa chọn mua ở cái đường link mình đã để ở phần ghim comment. Đấy thì ví dụ như là họ chia ở đây là thành 4 cái tab này. Làm việc tại nhà thì sẽ có những sản phẩm laptop hay là máy tính bảng để các bạn có thể làm việc tại nhà. Giải trí tại nhà thì đấy là ngoài laptop, máy tính bảng ra thì chúng ta cũng sẽ có điện thoại các thứ nữa, rồi là tai nghe. Đấy, rồi chăm sóc sức khỏe thì chúng ta sẽ có đồng hồ lấy tay thông minh, vòng lấy tay thông minh để chúng ta có thể kiểm tra được xem nhịp tim, sức khỏe, các thứ, tình trạng chúng ta đợt này như thế nào. Họ cũng có một mini game để có thể tri ân anh em, biết đâu anh em có thể trúng quà. Đấy thì tất cả đường link mình đã để phía dưới phần mô tả video này nhé. Còn mình cũng chia sẻ luôn đấy là nếu anh em thoải mái tiền thì anh em hãy mua. Đấy, còn đứng dưới cái tâm của một người review thì kể cả hiện tại bây giờ video này mình đang được xem cái tài trợ đi chăng nữa thì mình cũng khuyên anh em là nếu anh em phải mua trả góp hay là nếu anh em không có đủ tiền hay là cái việc chúng ta mua đồ công nghệ nó ảnh hưởng đến tài chính của chúng ta thì là không mua. Bởi vì sao? Bởi vì là tiền bây giờ còn để làm việc khác, đúng không ạ? Để còn mua lương thực thực phẩm, để mà còn giữ trữ trong cái đợt dịch lần này, đúng không ạ? Đấy thì cái đấy là cái mà mình cũng khuyên, và bản thân mình cũng thế thôi. Dịch thì mình cũng phải chi tiêu tiết kiệm đi chứ cũng không như ngày xưa được, đúng không ạ? Đấy, mình cũng phải cân đo đong đếm xem là cái món này mình có nên mua hay không, hay là cái này liệu bỏ tiền ra nó có xứng đáng hay không. Đấy, cũng phải cân đo đong đếm chứ. Ngày trước là đúng là không có dịch là thôi thì cũng khéo y, cũng không phải là có quá nhiều nhu cầu đâu, nhưng mà thấy là cũng mua đấy. Nhưng mà bây giờ thì đúng là phải cân nhắc lại cái điều này thật. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em đã thoải mái tiền, và quan trọng nhất là cái gì, là anh em thực sự có nhu cầu nhá, chú ý là thực sự có nhu cầu thì mua, được chưa ạ? Nếu anh em cảm thấy những lời mình nói là đúng thì có thể cho mình một like thay cho một tràng pháo tay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Captain T. Bạn hỏi là: anh cho em hỏi là chiếc điện thoại Android nào xứng đáng với từng xu mà mình bỏ ra vậy? Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quan trọng là bạn có bao nhiêu xu, đúng không ạ? Bạn bảo xứng đáng với từng xu mà mình bỏ ra, nhưng quan trọng là chúng ta có bao nhiêu tiền. Cũng rất là khó nói, nhưng mà nếu mà là mình thì mình sẽ đưa ra một số những sự lựa chọn như sau nhé. Thôi mình cứ đưa ra trong những tầm giá mà rẻ rẻ hoặc là những cái con mà mình nhớ đến thôi, chứ còn nếu mà không nhớ đến thì anh em thông cảm. Tầm khoảng 2 triệu thì mình nghĩ là mua Vsmart Star 5 hoặc Vsmart Joy 4 đều được đấy. Tầm khoảng 3 triệu các bạn có thể mua Vsmart Lite 4 hoặc là Redmi 9T hoặc Poco M3. Nếu mà muốn pin trâu, màn hình lớn các thứ thì các bạn có thể mua Tecnopova 2. Tầm khoảng 4 triệu các bạn có thể mua Redmi Note 10. 5 triệu thì là Realme V15 hoặc là Realme Q2 Pro. 6 triệu thì là Redmi Note 10 Pro hoặc là Poco X3 Pro đều được. Đấy. 7 triệu thì là Redmi K40. 8 triệu thì 8 đến 9 triệu đi, như thế thoải mái đi, thì mình sẽ có K40 Pro các thứ đấy. Hay là hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có Mi 1 Lite 5G. Còn nếu mà thích theo cái kiểu là camera phải rất đẹp thì sẽ có Vivo V21, kiểu như thế. Đấy thì mình sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn tầm giá đấy thôi. Cho trên chục triệu thì các bạn biết rồi đấy, hầu hết là flagship, con nào nó cũng hợp lý mà. Hay kể cả những cái sản hàng chính hãng mà lần trước mình review cho các bạn là cái con Galaxy S20 FE, tầm giá bây giờ như 7S họ đang để tầm 11 triệu, còn đấy là hợp lý đấy nhá. Có đây là đáng mua này. Còn gì nữa không nhỉ? Nếu mà có thoải mái tiền hơn nữa thì flagship thì cũng chả có điểm gì về đắn đo cân nhắc lắm đâu, nhưng quan trọng nhất là chúng ta có tiền hay không thôi. Ví dụ như S21 Ultra hay là Note 20 Ultra hay là iPhone 12 Pro, 12 Pro Max đấy, kiểu như thế thì anh em có thể cân nhắc nhé. À nhưng mà xin lỗi, đây là bạn chỉ nói là Android thôi, bỏ qua iPhone nhé, xin lỗi. Đấy, được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Thảo. Bạn hỏi là anh so sánh M51 với cả Galaxy A52 đi ạ, mong anh trả lời em. Cá nhân mình thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên là thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Cá nhân mình thì thấy là thiết kế của hai dòng này thì không có điểm gì là ấn tượng cả. Đấy, nhưng mà mình sẽ lựa chọn A52 bởi vì là nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác cầm nắm nó đỡ hơn nhiều.
Chứ cái con M51 nó to với dày quá, bởi vì pin nó rất là lớn mà lên đến 7000 mAh mà. Màn hình thì A52 sẽ hơn nhé, tần số quét các thứ cao hơn, kính cường lực xịn sò hơn. Về mặt hiệu năng thì hai con này cũng xem với nhau thôi. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào mỗi thông số thì chúng ta sẽ nghĩ là ở con chip 730 của M51 nó sẽ hơn con chip 720G của A52 đấy. Nhưng mà trải nghiệm thực tế thì các bạn sẽ khó có thể cảm nhận thấy sự khác biệt lắm. Nó rất là xem với nhau. Camera hai con này cũng rất là giống nhau luôn, cả camera trước lẫn camera sau. Còn pin thì tất nhiên rồi, với 7000 mAh thì cái con M51 nó sẽ hơn rồi. Nhưng mà M51 ấy thì nó lại không có loa ngoài là loa kép đâu nhé các bạn nhé. Và nó cũng không có kháng nước kháng bụi như là Galaxy A52. Cá nhân mình thì chỉ cần một sản phẩm pin tổng 4500 như A52 là đủ dùng với mình rồi. Nên trong trường hợp này mình sẽ nghiêng nhiều hơn về Galaxy A52 chứ lại không lựa chọn Galaxy M51. Đấy, nói gì nói, dòng A được định hình cao cấp hơn dòng M một chút đi nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Minh Nhật. Bạn hỏi là: chào chú Dương, hiện tại cháu đang là sinh viên năm nhất, đang có 20 triệu, dự định mua một điện thoại với mục đích là sử dụng lâu dài, màn đẹp, loa hay, hiệu năng vừa đủ. Chú tư vấn giúp cháu, cháu đang dùng Samsung Galaxy A50, cảm ơn chú nhiều. Như vậy thì mình nghĩ là một là bạn có thể tích thêm một tí để mà lên hẳn S21 Ultra cho nó hoành tráng. Hai là bạn có thể tiết kiệm tiền hơn bằng việc là bạn mua một chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Chiếc này nhìn rất là sang trọng luôn. Cái chiếc Note 20 Ultra thì về cơ bản là bạn có thể sử dụng lâu dài được, vì nói gì nói bây giờ nó vẫn là chiếc điện thoại dòng Note cao cấp nhất mà, đúng không nào? Màn hình của nó rất đẹp, loa của nó nghe hay, hiệu năng của nó ở mức độ đủ dùng ở Việt Nam. Nhiều khi chúng ta nói là ở hiệu năng của nó không bằng chip Snapdragon, nhưng rõ ràng là hiệu năng của nó không hề yếu, được chưa? Bạn đang dùng một cái Samsung rồi thì mình nghĩ là bạn cũng, nếu mà nâng cấp lên nhá, thì bạn nên nâng cấp lên một cái Samsung nữa, bởi vì để cho nó sử dụng nó quen. Đấy, đỡ bị bỡ ngỡ. Còn nếu mà bây giờ bạn bảo là bạn mua thêm ấy nhá, thì nếu mà bạn giữ lại con A50 bạn dùng thì mua thêm, cơ bản là trong tầm giá 20 triệu này thì chúng ta chỉ mua thêm được iPhone 12 thôi, chứ mua thêm iPhone 12 Pro. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là Note 20 mình thích hơn là iPhone 12 đấy. Mặc dù iPhone 12 ở con chip mạnh rồi, hỗ trợ cái thứ lâu dài, thậm chí là sau này khi các bạn bán nó còn được giá hơn ấy. Nhưng mà nếu mà mua để trải nghiệm cho bản thân mình thì mình thích cái kiểu của Note 20 Ultra hơn. Thì tùy bạn thôi nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Kiệt Trương Tuấn. Bạn đã hỏi là: chú Dương ơi, tầm 12 triệu con định mua Galaxy S20 FE thì có hợp lý hay không? Trong tầm giá đó có sản phẩm nào ngon hơn hay không? Hợp lý bạn ạ. Tại sao lại như thế? Bởi vì là trong tầm giá này thì thực ra là S20 FE bây giờ Cellnet họ đang bán với mức giá là khoảng 11 triệu hơn đấy. Thì nó cũng xem giá về iPhone 10R. Đấy. Thế thì mình cứ so sánh nó với cả cái sản phẩm mà đối thủ lớn nhất của nó đi, được chưa? Thì S20 FE sẽ có những điểm gì hơn kém nào? Thiết kế thì nó lại không có mặt lưng kính bằng iPhone 10R. Đấy, thì có thể coi như thiết kế nó là điểm chê đi, nó không bằng iPhone 10R đi. Được chưa? Nhưng màn hình của nó hơn này. Hiệu năng của nó cũng hơn này. Bộ nhớ trong của nó gấp 4 lần này. Camera của nó đa dụng hơn này. Pin của nó có sự có phần nhỉnh hơn một chút xíu này. Còn kháng nước kháng bụi nó cũng có này. Loa ngoài là loa kép nó cũng có này. Thậm chí nó có thêm cả công nghệ thanh âm Bluetooth nữa. Và với những cái điều đó thì hiện tại nhé, là mình đang cảm thấy là S20 FE là xứng đáng hơn iPhone 10R nếu mà ở trong cái tầm giá này đấy. Còn tất nhiên mình biết là vẫn rất nhiều bạn lựa chọn iPhone 10R bởi vì đơn giản nó là iPhone, và sau này các bạn muốn bán đi cái thứ nó dễ dàng, được chưa? Nhưng mà S20 FE là một sản phẩm rất là hợp lý rồi. Còn thậm chí nếu mà chúng ta so sánh nó sang với những sản phẩm flagship cũ của Samsung đi, như kiểu là Galaxy Note 10 Plus đi, thậm chí hiệu năng của nó còn tốt hơn, nó còn là hàng mới tinh nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Về cơ bản là bạn bỏ ra 12 triệu để mua S20 FE, mình nghĩ là bạn sẽ không hối hận đâu, thực sự đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quý Nguyễn. Bạn hỏi là: chú Dương ơi, tìm giúp cháu một chiếc iPhone quay video camera chính tốt, hàng chính hãng này, với một chiếc Android chơi game cấu hình mạnh, sách tay chính hãng, tổng cộng 2 chiếc là 17 triệu, mong lên sóng, cảm ơn chú. Rồi, nếu mà iPhone mà lại là hàng chính hãng thì tầm khoảng 14 triệu bạn có thể mua được một chiếc iPhone 11. Như vậy là bạn còn thừa khoảng 3 triệu để mua một chiếc máy Android. Đấy, Android, nhưng mà Android mà lại chơi game cấu hình mạnh thì là khó đấy. Nếu mà bạn lại yêu cầu hàng mới thì khó, nhưng hàng cũ thì bạn có thể mua một con LG G7 cũng được. Còn thực ra ấy, là nếu mà với 17 triệu nhá, nếu ở đây bạn không yêu cầu cái chiếc iPhone đó là hàng chính hãng, thì có lẽ là mình sẽ chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 4 đến 4 triệu rưỡi thôi.
để mà mua một cái iPhone 8 nhỏ gọn, thì cái số tiền còn lại, rất nhiều tiền đó bạn có thể mua được, thừa tiền rồi để mà mua được một chiếc Galaxy S20 FE hàng chính hãng rồi, đúng không ạ? Con này giải trí tốt, chơi game vẫn là ngon, đúng không ạ? Hay là bạn có thể thừa tiền để mua một cái Redmi K40 Pro rồi, hay thậm chí là vẫn thừa tiền để mà mua một cái Black Shark 4 để mà chỉ tập trung toàn tâm toàn ý để chơi game thôi. Đấy, thì mình nghĩ là như thế nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà bạn yêu cầu là một chiếc iPhone hàng chính hãng, thì thực sự là nếu mà mua iPhone 10R ấy, quay video của nó lại không đa dụng được, vì nó chỉ có đúng một camera thôi. Đấy, nếu giả sử bây giờ mình tư vấn cho bạn iPhone 10R nhé, như vậy là bạn còn 6 triệu để mua Android, như thế cũng rất là thoải mái rồi. Bạn có thể mua được Realme GT Neo, còn đó là chơi game được đấy, đúng không? Hay là thậm chí là hàng chính hãng bạn có thể mua được con Poco X3 Pro rồi. Ừ, thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn. Đấy, nhưng mà iPhone 10R thì quay video cam chính tốt. Được. Nếu bạn chỉ cần mỗi cam chính không, bạn không cần sự đa dụng, thì ok, chốt phương án này nhé. iPhone 10R cộng thêm với một chiếc Poco X3 Pro đi. Được chưa ạ? Thì đấy là cái tư vấn của mình dành cho bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Trúc Nguyễn. Bạn hỏi là: anh có thể cho em biết hạn chế của điện thoại xách tay được hay không? Em đang có nhu cầu mua điện thoại xách tay Realme Q3 Pro, nhưng lại nghe là Realme xài 1 năm là sẽ lag, loạn cảm ứng. Ngoài ra thì anh có thể tư vấn cho em điện thoại 5-6 triệu đồng, cả sách tay lẫn chính hãng được không? Cảm ơn anh. Rồi, với các yêu cầu này các bạn ấy, thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên ý, là điện thoại sách tay thì nó sẽ có hạn chế hơn so với điện thoại hàng chính hãng. Đấy là có một số cái nó không hỗ trợ ở quốc gia chúng ta. Ví dụ như là Xiaomi thì thậm chí nó không có tiếng Việt cơ. Đấy, nó cũng không có sẵn CarPlay Play mà chúng ta phải tự cài vào. Realme thì nó lại có sẵn tiếng Việt. Hay là cái sóng GPS của nó thì nó cũng không ổn định bằng điện thoại hàng chính hãng, và cái nhận thông báo của nó thì cũng hơi bị chậm. Đấy, thì đấy là những cái nhược điểm của hàng sách tay. Tuy nhiên là đối với cả con Q3 Pro thì bạn yên tâm là sau 1 năm thì làm sao mà, hình như con này đã ra mắt được 1 năm đâu mà lại có người nói là sau 1 năm nó sẽ lag và loạn cảm ứng được. Đấy, thế là bạn nghe thông tin ở đâu ấy. Chứ còn con Q3 Pro này thì để mình xem là mình là một trong những người mở hộp Realme Q3 Pro đầu tiên ở Việt Nam đấy nhá. Để mình xem là mình mở hộp vào ngày bao nhiêu đây. Đấy, mới cái đấy có 3 tháng mà. Trời ơi, mới cái đấy có 3 tháng thì bạn lo cái gì? Không phải đấy đâu. Mình quan điểm là như này này. Đã sợ là không mua, còn đã mua thì không sợ, được chưa? Mình luôn luôn quan điểm như thế. Cũng rất nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, em muốn mua LG V50, em muốn mua LG G6, em muốn mua cái này, nhưng mà em lo là LG hay bị lỗi vặt lắm các thứ. Thì đã sợ là không mua. Tại sao chúng ta phải mua cái nỗi sợ vào bản thân mình làm gì? Trong khi đó chúng ta mua một cái điện thoại về để phục vụ bản thân chúng ta cơ mà. Tại sao chúng ta phải mua nỗi sợ? Vậy nên là trường hợp này mình khuyên là bỏ qua luôn con Q3 Pro đi. Bạn có thể mua những sản phẩm khác trong tầm giá từ 5-6 triệu. Ví dụ như bạn mua hàng chính hãng kiểu như là Realme, bạn có thể mua một con Poco X3 Pro hiệu năng rất mạnh. Hay là đồng đều hơn tầm giá 6 triệu bạn có thể mua Redmi Note 10 Pro. Bạn nghĩ rằng Q3 Pro làm gì, đúng nào? Vì hàng chính hãng cũng vẫn có những con ngon như thế cơ mà. Đấy, còn tất nhiên với bản thân mình vẫn giữ quan điểm là Q3 Pro là một trong những chiếc điện thoại tốt ở trong tầm giá này đấy. Còn mình cũng đã nói rồi đấy. Anh em cũng không nên nghe quá nhiều ở trên mạng, bởi vì là mình thấy là có những nhiều khi nhá, khi anh em đã quyết định mua con này rồi, nhưng chỉ cần có một thông tin hơi sai lệch một tí thôi về nó là ngay lập tức anh em sẽ bị hoang mang. Mình biết rất nhiều người bị hoang mang về những cái đấy. Nhưng mà trong cái đó bọn mình mua điện thoại, bọn mình chả đi những cái thông tin đồn thất thiệt hay là những cái thông tin khiến cho chúng ta hoang mang là gì cả. Còn mình phải tìm hiểu kỹ nó như thế nào đấy, để mình đưa ra quyết định lựa chọn nó chính xác, được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ngọc Thân. Bạn hỏi là: tại sao nhà sản xuất không phát triển sạc siêu nhanh mà lại đi phát triển sạc không dây rồi bỏ cả củ sạc để bảo vệ môi trường, mặc dù người dùng không thích điều này? Thực ra là như sau này, không phải là người ta ấy như bạn nghĩ đâu, mà họ phải luôn luôn phát triển song song các bạn ạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ vừa phải phát triển sạc nhanh có dây mà lại vừa phải phát triển cả công nghệ sạc nhanh không dây nữa, để sau này khi mà cái công nghệ có dây nó triệt tiêu đi thì cái công nghệ không dây lúc đó nó đã phát triển rồi. Chứ không, ví dụ bây giờ chúng ta mà không phát triển công nghệ không dây thì làm sao mà sau này chúng ta bỏ cái công nghệ có dây được. Không dây sẽ là xu thế của tương lai đấy các bạn ạ. Nên là về lâu về dài là mình nghĩ là xu thế của tương lai thì chúng ta cũng nên bỏ đi là hợp lý rồi. Nhưng cái quan trọng ở đây là Apple họ bỏ quá sớm, nên là họ khiến cho người dùng cảm thấy phẫn nộ và khiến cho người dùng cảm thấy không hài lòng ở thời điểm này. Nhưng ví dụ giả sử như khoảng 3-4 năm sau, khi công nghệ sạc không dây nó rất phát triển rồi chẳng hạn, thì lúc đó họ bỏ đi thì người dùng người ta lại hoan nghênh quá. Vì các bạn thấy đấy,
ngày trước nhá, chúng ta xem truyền hình thì cũng là truyền hình cáp có dây đúng không ạ? Nhưng sau này bây giờ toàn truyền hình internet hết rồi này. Đấy, qua wifi chúng ta có thể xem truyền hình cái thứ được này, xem qua điện thoại cái thứ nữa. Đâu có nhất thiết là phải cần truyền hình cáp nữa đâu. Đúng không ạ? Hay là điện thoại ngày xưa cũng là điện thoại bàn đúng không? Cũng là có dây cái thứ đấy, nhưng bây giờ toàn điện thoại di động rồi. Đấy. Thì mình nghĩ là không dây về lâu về dài nó sẽ là xu thế. Thậm chí nhá, là bây giờ những cái hãng hiểu là Oppo ấy, họ phát triển cái công nghệ là sạc qua không khí cơ, nghĩa là không cần phải tiếp xúc với đọc sạc không dây nữa cơ. Đấy sẽ là xu thế của tương lai. Đấy, và ngày xưa lúc mà mình nghĩ đến sạc không dây ấy, là cái điều đầu tiên mình nghĩ là sạc nhiều là sạc qua không khí như này, nghĩa là cái sạc đấy đây, điện thoại mình ở đây nó tự nó sạc cho được cơ. Đấy, nhiều là sóng wifi các thứ. Ấy. Đấy. Chứ không nghĩ là kiểu sạc không dây là sẽ phải đặt lên một cái dock như thế này đâu nhá. Mình không nghĩ như thế đâu. Đấy. Nhưng mà sau này công nghệ nó càng phát triển thì chúng ta sẽ càng đón nhận những điều đó thôi. Mình nghĩ là phải song song như thế chứ, đúng nào? Còn bỏ đi là đúng, nhưng quan trọng là bỏ vào thời điểm nào thôi. Đấy, nó cũng giống kiểu là đúng người nhưng chưa chắc là đúng thời điểm, hay là cách làm của họ là đúng đấy, nhưng mà quan trọng nhất là thời điểm này thì liệu nó đúng hay chưa thôi. Được chưa ạ? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.